Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video theo của mình. Thì ở video này thì như các bạn đã nhìn trên màn hình của mình đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách để viết hoặc là để chia sẻ những cái dòng status của các bạn trên Facebook mà nó có nhiều màu sắc đây. Như đây, ví dụ này, như mình nhé, nhiều màu sắc đây. Đó, đây mình trở lại một chút nhé. Đó, đây. Ví dụ như chữ Tân TV mình màu đỏ này, màu mới lạ trong Facebook này. Đó. Nhưng các bạn lưu ý là mình chỉ chia sẻ cái cách này trên cái ứng dụng là Facebook Live nhá. Đấy, cái Facebook này nó sẽ không giống như cái Facebook cái app các bạn dùng bình thường mà nó sẽ nhẹ hơn. Đó, chỉ áp dụng cái Facebook này thôi, mình rất là tiếc thì chưa có áp dụng cho Facebook kia. Đó, đây các bạn nhìn này. Đó, rồi những ai dùng như các bạn Facebook Live như các bạn nó sẽ nhìn thấy. Đó, rồi, bây giờ làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ngay nhá. Đó, bây giờ mình tắt bớt những cái trình duyệt này đi đã. Rồi, đó, như tiêu đề thì mình cũng đã hướng dẫn là mình đã nói là áp dụng cho Facebook Live đấy. Đây, cái Facebook Live mình đã tải xong rồi đây. Đấy, thì các bạn để mà cài thì các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vào setup play nhá. Đó, thì các bạn gõ cái Facebook Live thôi. Đấy, nó sẽ ra đây, mình đã cài đặt xong rồi. Đấy, Facebook Live. Rồi, đó, thì công việc tiếp theo các bạn là các bạn vào Facebook cho mình nhá. Đó, vào Facebook cho mình. Vào cái Facebook Live các bạn vừa tải về đấy. Rồi, các bạn thử đăng một cái trạng thái cập nhật nhé. Đấy. Đó. Thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn như sau nhé. Để mà có những cái dòng chữ màu đẹp mắt ấy. Đó. Thì các bạn phải gõ cho mình một cái câu lệnh như sau nhé. Các bạn gõ cái dấu ngoặc này, dấu ngoặc mở này. Đó, đây. Như mình nhé, trên màn hình nhá. Đó. Và các bạn gõ chữ FG này. Và dấu bằng. Tiếp tục là F0 nhá. Đó. FG bằng F0. Rồi sau đó các bạn gõ cái bảng mã màu này như mình nhá. Cái bảng mã màu này thì mình sẽ để dưới cái link mô tả cho các bạn nhá. Các bạn download về, các bạn thích cái màu nào các bạn gõ mã nhá. Mình thoát ra một chút, mình sẽ vào cái bảng mã màu này. Đây, đây chính là cái bảng mã màu đây. Đây, cái bảng mã màu này thì nó có thể hơi khó nhìn đấy. Các bạn tải về nó sẽ như này thôi. Các bạn so sánh, các bạn thích màu nào thì các bạn sẽ tải về màu đó nhé. Đó, đây ví dụ giờ mình để màu xanh này. Màu xanh là, đấy, mình chọn màu xanh là mã là 4 số 3 và FF nhé. Đấy, các bạn gõ này, 4 số 3 nhé. 1, 2, 3, 4 này. Và chữ FF này. FF, rồi. Sau đó các bạn đóng ngoặc vào nhé. Đóng ngoặc vào. Đóng ngoặc vào, và bây giờ các bạn viết tên, chọn thời gian này. Rồi ví dụ mình viết là chào mừng mọi người nhé. Mọi người. Đó. Và tiếp tục này. Các bạn muốn viết những dòng tiếp theo thì các bạn hoặc là xuống dòng để viết những cái câu tiếp theo, các bạn đánh công lệnh như trên nhé. Cũng FG này. FG này. Bằng F0 nha. Rồi, và mình chọn một cái màu ở bảng màu mới. Cái màu mới đi. Đấy, màu xanh, mình chọn màu đỏ đi. Đây. FF vào 4 số 0. FF 4 số 0, 1, 2, 3, 4. Rồi, các bạn lại đóng ngoặc vào nha. Đóng ngoặc vào và bắt đầu rõ. Viết cái tên tiếp theo này. Mọi người hãy làm theo. Hãy làm theo. Rồi, giờ các bạn xong nha. Đó, thì đây sẽ là đầu tiên mình chọn màu xanh này đấy. Như các bạn nhìn trên màn hình nhá. Ở bên dưới là màu đỏ, đó. Đấy, thì bây giờ những cái màu khác thì tương tự thôi, các bạn cứ nhập cái mã FG bằng F0 ấy, sau đó các bạn nhập mã như mình vừa hướng dẫn, thì các bạn cứ làm như thế và các bạn gõ cái nội dung các bạn muốn chia sẻ thôi. Sau đó các bạn xong đó, đây như này, các bạn chia sẻ nhá. Đấy, chia sẻ. Đấy, mình đang để chức năng chế độ chỉ mình tôi thôi. Đấy, đây khi đăng lên thì nó sẽ như này. Đấy, chào mừng mọi người hãy làm theo. Đó, mình như lúc đầu mình nói cái này chỉ áp dụng trên
Live nhá. Còn cả ví dụ các bạn vào Facebook kia thì nó sẽ cái app ứng dụng Facebook thì nó sẽ không như thế đâu, nó sẽ hiện ra những cái code ấy, mã code để mình thử đây. Đó. Đây mình vào bằng cái app ứng dụng này, ứng dụng trên máy đấy thì nó sẽ không có những cái màu đâu, nó hiện những mã code đấy. Cái này thì mình cũng rất rất là buồn vì không áp dụng được trên cái Facebook các bạn hay dùng, là Facebook ở app ấy. Họ chỉ áp dụng cho Facebook Live thôi. Những cái Facebook Live này nó rất là nhẹ nhẹ rất là nhiều, dòng cho áp dụng cho những cái dòng máy mà có cấu hình yếu đấy. Đó. Đấy thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để mà viết những cái nội dung hoặc là những cái dòng status trên Facebook mà nhiều màu sắc để làm cho Facebook các bạn sinh động hơn. Đó, các bạn nhớ làm theo nhé, và các bạn nhớ chọn cho mình một cái màu phù hợp để các bạn đăng lên để gây ấn tượng với bạn bè nhé. Và các bạn đừng quên like và share cái clip của mình và cho mình một đăng ký nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Xin chào các bạn.